hủ tiếu xào hải sản nè. Mọi người ơi, mọi người ơi. Mở đi mà. Mày để hẳn trước. Ngon quá, Con ra quá trời luôn. nhìn hấp dẫn quá các bạn ơi. Ngon quá Này, ha. một dĩa như thế này là chỉ với giá 65k nha các bạn. Này, một dĩa là 65k nha mọi người ơi, mọi người ơi, mãi vô rất là ngon luôn.